vui đón chào xuân mới. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Kính chúc ông bà mọi nhà an vui. Vui quá à. Xuân tới rồi cả nhà ơi. Mà Thúy Nga hôm nay đi một cái nơi không có một chút hoa mai, hoa đào gì, nhưng em đã làm một hoa mai sắc thắm vàng rực đây rồi. Cả nhà biết hôm nay Nga đi đâu không? Hôm nay Nga sẽ làm một cái chuyên mục mới. Đây là chương trình chuyên mục mới mang tên Thúy Nga gõ cửa ai đây? Hôm nay là Thúy Nga sẽ đi vô đây nha. Gõ cửa một cô bé này. Chân dài, miên man. Chân siêu dài mà có cái tiệm siêu nhỏ, siêu chút xíu à. Nghe nó nhỏ lắm. Mà không biết nhỏ cỡ nào. Ôi bây giờ mình đi vô ha. Ta. Chị ơi chị vui gì vậy? Trời ơi Ngọc Quyên hả? Ngọc Quyên. Trời ơi em tưởng khách. Trời ơi khách đâu mà khách. Chị đây. NQINC by Ngọc Quyên là một cửa hàng bách hóa của siêu mẫu Ngọc Quyên. Tuy với diện tích khiêm tốn, nhưng lại có thể chứa 1.001 sản phẩm của cô nàng, từ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Hãy cùng Thúy Nga gõ cửa khám phá cửa tiệm siêu đặc biệt này tại địa chỉ số 10022 Garden Grove. Trời mùa xuân chưa đến mà nhỏ này rần rần hơn tôi ghét quá. Em đứng bán hàng thôi đó mà em cũng phải mặc áo dài vậy đó chị. Đứng bán hàng mà em lố quá, em làm gì là không có em được. Em làm lố ha, cài châm lum la hết trơn đó. Chị là mai mốt chị rút kinh nghiệm nha. Cái nếu mà tiệm chị sẽ mặc bikini dẫn chị tiếp khách. Không, chị sẽ mặc đồ lồng lộn lên đúng không? Xong rồi chị cầm trái cây đúng không? Đi qua đi lại vậy đó. Ôi trái cây ngừng đi, này có món quà tặng em nè. Ôi trời ơi, một đôi giày rất cao nữa. Xù quá, sáng lộn lộn. Không, cái đôi này chắc chị để ngồi thôi chị. Trời nhục nhã vậy sao? Biết sao chị qua đây chị mang này không? Tại nghe đồn em hả? Nghe đồn em có áo dài nên là chị phải lật đật chị qua đây chị mang cái ghế qua mà má ơi trời ơi nó hở cái mõm. Hở mà nhục nhã luôn, thôi kệ nó đi, để đây đi. Thôi để đây. Em ơi. Sao? Cho chị bí quyết dạ. Tại sao mà người em gọn bưng gọn bẩn vậy? Dạ đây, giảm cân. Ôi em có giảm cân luôn hả? Dạ có. Trời ơi cái gì hay em cũng có hết trơn vậy? Của Korea, em bán hàng đồ hàng Korea không à? Ồ vậy hả? Dạ. Ở đây có giảm cân, có cái thuốc gì giảm khùng không? À chắc khó chị. Cái đó không có nhỉ. Không chị. Em cũng bị nặng mà em chưa mua được thuốc cho em nữa. Em cũng mua được em hả? Khi nào em chữa được ảnh anh em mới đã. Thôi hôm nay là rất vinh dự là Thúy Nga làm một cái chương trình Thúy Nga gõ cửa ai đây. Nga muốn gõ cửa Ngọc Quyên liền, thành mọi người biết sao không? Dịp Tết đến rồi, bà con hay nháo nhào. Nó nói là Nga ơi, mua áo dài ở đâu, mua cái gì đẹp ở đâu, mua cái này kia ở đâu. Thì em không biết ở đâu có, nhưng mà em biết chắc siêu mẫu Ngọc Quyên sẽ có nha quý vị. Tại vì cô này là Nga thấy là như ngày cô live stream có 3-4 bận à. Lặt có nghĩa là cô lên cô quảng cáo gì cũng có trơn. Nên là Nga sẽ đi vô đây để khám phá cho bà con mình biết Tết này mùa xuân về chúng ta có đồ mới thì sẽ mua ở đâu nha. Ta. Đây lão dài phải không? Dạ. Em giới thiệu sơ cái tiệm mà rộng nhất thế gian này của em. Cái này của em rất nhỏ nha chị. Nó là small nhưng mà em rất là thích. Nhưng mà nó bao nhiêu square feet vậy? Nó nhỏ lắm, hình như nó đâu khoảng 300, 200 mấy 300 rồi. Nó nhỏ lắm, bé xíu à. Chị nghĩ cái này nó bằng cỡ hơn một cái phòng tắm của một cái phòng master bedroom chút xíu. Dạ, nó nhỏ, nó bé. Tại sao em làm công chức sình mà em ở cái phòng nhỏ xíu gì vậy? Tại vì em thích như vậy. Có nghĩa là em thích nó nhỏ, nó dễ. Em thứ nhất là nó cũng dễ, với lại em bán online là chính. Nên là ở đây quản lý được khách nữa, đúng không? Dạ, đúng rồi. Em chỉ để một cô nhân viên thôi. Rồi cô có thể tự take care được cái tiệm. Nhưng mà tiệm bự quá thì chị phải rất là nhiều thứ chi phí nữa. Nên mặt bằng này nó vừa phải túi tiền nó vừa túi tiền với em thì nó không có bị căng thẳng quá, thì khách đến cũng có được cái location nó ngay khách sạn đó. Thì nó dễ, người ta đến người ta chỉ cần mình có cái tiệm, người ta đến người ta coi là được rồi. Trời, nhưng hay. Cái tiền mặt bằng thì nó sẽ đỡ cho em, nhưng mà nếu mà đồ nhiều thì mình phải để, chị phải có cái warehouse gì để riêng. Tính ra là cái chỗ này em thuê được bao nhiêu năm? Em chắc là thuê cũng được 8 năm rồi đó. Trời ơi, em mới qua Mỹ mới có 7 năm mà em bán đâu hàng. Em qua 10 năm. 10 năm thì 2 năm đầu là em bị con bé. Không làm ăn gì được hết. Là tới sau đó là em kinh doanh luôn. Ngày xưa nhà có cái gara thì em bắt đầu start up là trong gara. Là em cứ thế em parking trong gara rồi xong đi shipping. Xong rồi một năm sau đó thì
kiểu giống như em cũng thấy là mình phải có một cái chỗ nào đó để người ta đến, người ta có thể coi, chứ chẳng lẽ lúc nào mình cũng mở cửa lên nó cũng nguy hiểm. Người ta cứ vô nhà mình thì cũng nguy hiểm. Nên là sau đó là em chuyển qua là em có một cái tiệm nhỏ, thì vô tình thôi à. Mà cái lúc đầu á là cái mặt bằng này em còn xe nữa cơ. Nó nhỏ xíu mà còn xe nữa. Trời, bà tính toán kỹ quá vậy. Ai đứng ai ngồi ai. Không có ai hỗ trợ chị, mình phải tính kỹ lắm. Trời ơi, xe luôn. Em xe không có ai hỗ trợ em hết đó. Đâu đó xe người ta bán gì em bán cái gì? Ngụy bạn em bán tóc giả. Cái Ngụy Hồng tóc giả. Xong rồi em thì em bán, lúc đầu thì em bán mỹ phẩm thì nó đâu cần cái chỗ bự, nó có chút xíu thôi. Em có một cái tủ nhỏ nhỏ để thôi. Xong rồi từ 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 thì bạn đó nói là anh muốn mở cái tiệm khác. Nó ok, tách ra thì em lấy lại mặt bằng hết. Em handle. Thì càng ngày mình làm càng lớn mạnh thì nó phải phải còn to chứ. To. Nhưng mà đó thì em theo em á là cũng em cũng xém là định mướn thêm một vài một cái location khác nữa. Nhưng mà không nổi chị, cái sức của mình á, tại vì khi mà chị tẻ ra làm hai á thì cái sức chị nó cũng phải chạy như vậy. Thực ra đó ở Mỹ á, cái gì mình cũng tự làm hết. Mình thuê người thì cũng không thuê được nhiều, nó thuê nhiều người quá mình đâu có tiền đâu mình trả. Dạ đúng rồi. Tiền mặt bằng, tiền nhân sự là đã hết rồi. Nên mình tự ranh. Tự ranh có nghĩa là mình làm đúng theo sức mình quý vị. Là như Ngọc Quyên là Nga hiểu là Ngọc Quyên làm đúng cái vừa sức của mình thôi. Nếu mà có thuê thêm người chỉ thuê một người thôi, chứ nó thuê quá nhiều người thì là giống như nhiêu tiền chi phí lời ra là phải trả cho nhân sự hết. Rồi xong rồi chị phải quản lý. Mà tại vì tính em á, em cũng chiêu lắm chị ơi. Có nghĩa em làm nhưng mà em cũng thích đi chơi. Xong rồi em cũng thích là mình cũng phải có thời gian cho bản thân mình. Em không muốn là mở một cái tiệm ra lớn cái sau mà mình phải ngồi đó luôn. Em với chị giống nhau cái điểm đó đó. Em thấy không, Tết nhất buôn bán gặp mặt mà chị vẫn đi qua tiệm em chơi. Chị giống như có chuyện gì xảy ra. Không, nhưng mà chị ra giỏi hơn em. Nói là chị vẫn handle được rất là nhiều thợ phía sau. Rồi em là hồi trước em cũng có mướn, nhưng sau đó em chịu không nổi. Tại vì mình càng phải lo nhiều hơn. Mình còn bị áp lực, áp lực làm nhiều hơn. Mà thường là có mình mới bán được đúng không? Dạ đúng, cái ví á chị. Cái ví bán hàng của người nào khổ chị lắm. Nha, chị bước ra là bán hàng ầm ầm mà chị đi đâu một cái là nhiều lúc người ta không có gặp được mình hoặc không nói chuyện mình là không ai chốt đơn luôn. Thôi bây giờ nãy giờ chúng ta nói chuyện khá nhiều rồi, chúng ta phải nên đi khám phá, vừa khám phá ta vừa trò chuyện đi ha. Thì đây là Ngọc Quyên, có thể giới thiệu sơ đây là những cái mẫu gì vậy? Cái này là áo mùa đông thôi chị, nhưng mà quần áo mùa đông thì bây giờ là em đã dọn bớt về kho rồi. Tại vì cái tiệm mình nó cũng nhỏ nên đâm ra là em không bỏ nhiều, thì thường là em chị bê mấy cái áo thun len kiểu này lắm này. Em là em cứ mùa nào em bán mùa đó, mùa nào em bán mùa đó, em cứ quấn. Trời ơi, xinh quá nè, mấy bộ đồ xinh quá luôn mọi người ơi. Để đây chọn cho tôi 1, 2, 3 cái áo tôi mua cái coi nào. Đây, tôi thích cái áo mà có trái tim này lắm nha. Trong mùa Valentine. Thôi bỏ đi, bỏ qua đi. Nó không có liên quan gì tới cuộc sống của tôi hết trơn á. Có màu pink này nè. Nó cũng dễ thương nè. Tại bây giờ là hàng của em nó cũng đã bớt rồi đó. Em tập trung em áo dài không. Trời, em live stream em bán sạch gì luôn hả? Em không còn dư gì luôn hả? Không, tại vì thường là hàng em về em bán hết. Thì còn những cái hàng này là gần như là hàng nó cũng không còn hot nữa. Những cái hàng kia là đa số online em nó mạnh hơn. Nên em tập trung online hơn. Còn cái này giống như mình có thì mình để ra. Coi như là chị muốn cái gì mà mới mẻ là chị phải lên online đúng không? Dạ, nên là em cũng hướng khách như vậy. Nói là chị cứ Facebook của em mà chị lên chị xem. Chị xem, chị chịu khó chị xem đúng không? Đó, để chị mua chị ủng hộ cho em. Chợ xinh quá nè mọi người. Xinh lắm luôn nha. Dễ thương. Rồi, lấy cái này nè. Này kia cũng xinh lắm à. Đó, này dễ thương nè. Chị nghe đồng hồ. Trái tim. Cái trái tim là biểu tượng cho tình yêu đó phải không? Đâu, em lấy này, cũng qua lên thay. Em bỏ chữ là Valentine được không? Em cứ nói là đây là trái tim tình yêu thôi. Trái tim tình yêu, chị bỏ tay ra. Dễ thương quá nè. Rồi, hai cái nha. Rồi, ở dưới này là bé Quyên bán gì Ngọc Quyên? Cái này là em bán áo dài cách tân. Cách tân hả? Dạ. Cách tân thì cái này là áo dài bộ mẹ và bé. Vậy hả, bé chị nhà chị giờ nó lớn quá, nó không có lớn, nhu cầu mặc cái này rồi. Đây là những bộ đồ mà cho mẹ và bé quý vị. Rất là so nice nha. Có như mẹ mặc một bộ, bé rồi mặc phải có đủ, thí dụ con mặc một bộ nè. Quyên, bây giờ chị hỏi nè, trung bình một bộ dài vậy em bán bao nhiêu tiền? Thường này là em đang sale, em sale em còn 35 đồng thôi. Rẻ vậy hả? Cái này tại vì sale, nhưng mà giá gốc của nó là hôm trước là em bán 50. Tại vì hàng này em mua là em tự gia công á, là vải Thái Tuấn. Vậy size của em không có bán hàng chợ Anh Đông. Đó, nghĩa là mình tự lên may em luôn. Em tự lên may nên là cái size là sale size Mỹ luôn. Ví dụ như size Mỹ thì mặc size mấy là lấy đồ bên em size đó luôn. Chứ nên là chỉ có gia công đi Mỹ thôi. Trời ơi, vậy là vải là vải tốt không nha mọi người. Dạ, vải lụa Thái Tuấn. Mặc cho mẹ và bé nè. Rồi tiệm của mình á
Áo dài mà có áo dài nam không cưng? Em hồi trước em có áo dài nam nữa nhưng mà sau này em bỏ bớt đi. Tại vì nó nhiều quá chị, cái hàng tồn kho của mình nhiều nên là em bớt đi hết. Trên này là có bán nón nữa. Không, nón nó là do, trời ơi thiệt á, kinh nghiệm xương máu Covid nha chị. Ủa sao vậy? Cái này ngày xưa cái lúc mà Covid em làm có cái visor chị nhớ không? À. Cái xong rồi á, cái visor có cái em bán là Amazon. Cái xong mà Amazon cái kiểu như là Covid nó hết. À. Cái là hàng tồn kho nó lại rất là nhiều. Nhiều em bị lỗ lắm luôn á. Cái hàng này chị biết em lỗ hả? Em bán Amazon mà em mất hết tâm. Em làm nó bán được 20.000 mà hả, nó trả lại cho em đâu có 2.000 mấy. Ủa tại sao vậy? Nó nói là nó gửi cho mình một cái report, nó nói là tại vì do em mở hết tất cả cái quảng cáo á chị, trong đó nhưng mình chắc cái lúc đó mình cũng mới bắt đầu nó Amazon. Nó chạc tiền mình hả? Nó chạc mình, em không còn một cái gì luôn mà hả, mình gửi, mình cãi kiện, nó cứ đi vòng, thế là cuối cùng là tiền mình mất. Ủa tại sao em bán online mà em không tự bán mà em lại gửi trên Amazon thì lúc, cho nó lấy tiền? Thì lúc đó là ai á cũng sẽ có một cái suy nghĩ là Amazon là một cái là nơi bán được nhiều. Bán được rất là nhiều, nghe Amazon hay là nghe tươi rồi chị không? Nhưng mà thật ra mình cũng chỉ là con cá của tụi nó thôi. Mình bỏ hàng cho nó là cuối cùng nó mất lấy phí cả vốn lẫn lời luôn chị. Là phí là nó tính là phí để trong bãi của nó nè, phí shipping, tại vì mình gửi về cái center của nó mà, phí shipping ngược cho nó rồi. Nếu mà nó trả hàng cho chị á, hên nó trả nha, xui nó không có trả lại cho chị đâu. Nó nói là hàng này bây giờ là tụi tao không có chịu, không có trả được, tại vì cái hàng nó bị gãy này kia đó. Chị thấy nó hay bán một cái bát kịch mà hàng hàng giảm giá, hàng giống như một cái bao rác vậy đó, mình đó, muốn đó, mua gì mình đó, mua cho đó, mình cần chọn. Cái container đó là thật ra là do là nó để ở đó nhiều người ta, bây giờ cái tính cái phí shipping ngược về cho mình mắc quá thì thôi người ta bỏ hàng không cho rồi. Lần đầu tiên chị nghe cái câu chuyện chia sẻ mà bỏ lên Amazon cuối cùng lỗ dữ lắm luôn. Cái lúc đó đến giờ em nghe Amazon, nhiều người nói Amazon em cũng chỉ cười thôi. Không phải một mình em nói nha. Hôm nay á, mọi người biết không, khi mà Ngọc Quyên chia sẻ với Nga thì Nga có một cái cô khán giả fan thôi. Hầu như từ ngày Nga làm YouTube là có nhiều cái câu chuyện á, có nhiều người hay điện thoại hỏi thăm Nga cách làm sao, chỗ cứ làm giống như tôi là một cái chỗ mà du nhập thông tin. Không, giống như Nga là cái nhà tư vấn vậy đó. Tôi tưởng tôi là nhà tư vấn uyên bác mà thật ra tôi đâu có giỏi gì đâu. Thì là cái cô đó, cổ cũng bỏ cái hàng của cổ bán hàng trên một cái trang đó, eBay. eBay thì nó còn đỡ đó. Thấy bán cũng quá trời mà tới kỳ không lấy được tiền em. Không lấy tiền ra được. Nó bắt đi vòng vòng năm mà, rồi nó bắt mình phải đóng tiền ngược vô bao nhiêu rồi mới lấy ra bao nhiêu, tại câu chuyện nó quá lâu rồi. Thì hôm nay là đến cái câu chuyện Ngọc Quyên á, thì Nga mới cho mọi người một cái kinh nghiệm, mình bán được cái gì mình bán, không bán được mình cứ tự ranh chứ không mặc thiết gì mà phải đưa lên cái này cái kia. Tại vì đa số là người ta nghe quảng cáo rất là nhiều. Em nghĩ cái đó có thể là mình làm, nếu mà mình muốn làm cái thương hiệu thì ok, nghĩa là mình để trên đó để làm thương hiệu. Cũng hết cái tiền quảng cáo, tiền sân bãi. Rồi chị biết không, cái cảm giác á mà nó tưng 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 tưng, em cứ tưởng em kiếm được rất là nhiều tiền, tại vì nó mỗi vô quá trời, nó nhiều bill đến vậy. Nhưng mà cái đến lúc cuối cùng, cuối mùa bắt đầu là nó trời ơi, quyết đoán lại, nó quyết đoán lại kiểu như nó hôn tiền của mình mà chị. Xong rồi nó release ra, em với bạn em là người nước ngoài đó, mà nói tiếng Anh với nó mà không lấy lại được. Thôi mình ra mình dùng trà đi chị, mình dùng trà và dùng bánh đi. Trước khi dùng trà chị chưa có quan sát hết cái tiệm của em. Thì đây, nãy giờ chúng ta đã nghe được một cái câu chuyện của Ngọc Quyên chia sẻ là kinh nghiệm bán hàng. Được 8 năm thì cô ấy cũng có một cái cảnh thất bại. Là cũng xương máu đâu đó. Thì bây giờ, trời ơi, giờ chị không biết là nên quảng cáo hay là nên nói chuyện tiếp với em, chứ chị thấy câu chuyện của em rất là thú vị luôn á. Để cho người ta rút kinh nghiệm. Mình cứ nghĩ là mình bán hàng online tại nhà vậy mình sẽ không kiếm nhiều. Nhưng mà chính là mình bán bao nhiêu mình giữ bấy nhiêu rồi là mới chắc ăn. Nó chắc ăn, tiền đưa tới tay mình thì mình mới chắc. Chứ còn thật ra là cái kim nó nằm trên cái tiền ảo đó thì mình không có cãi tụng gì được hết. Thì sau từ cái vụ đó thì cái kinh nghiệm của em là tiếp tục là gì? Em trở về em gom lại hết. Có nghĩa là thay vì là em nợ ra, mình càng nợ nhiều ra thì em bắt đầu em thu lại. Nó chắc chắn. Em lúc đó là chỉ không, em học rất là nhiều từ ngành công việc này của em rất là nhiều. Từ nhân viên cho đến buôn bán cho đến lên, em thử rất là nhiều trò. Nhưng mà sau đó em mới rút ra là thật ra mình không cần phải quá lớn đâu. Quan trọng nhất là mình phải cho nó vững trước. Chị thật là vững trước rồi xong rồi nếu mà mình muốn, mình cảm thấy được khả năng của mình có thể nở ra thêm thì mình hẳn nở, chứ nở càng nhiều chi phí của chị mất đi nhiều lắm. Trời ơi là mệt lắm luôn. Tại vì vốn mình chôn vô em
tiền lời thì mình không thấy, nhưng mà vốn của mình phải đắp, thiếu cái này, dạ, thiếu cái kia, mình phải đắp vô. Nên là mình nợ vừa vừa thôi. Cái gì cũng vậy, mình nợ từ từ vừa vừa thôi. Tại vì đôi khi là mình làm mình thấy ham. Đúng rồi, thấy hăng á, thấy được quá. Thấy cái gì mình cũng muốn vô hết. Nhưng mà mỗi cái chị vô nó sẽ có cái xác suất mất. Nên là mình hạn chế, mình kỹ hơn. Thì bây giờ em học được, em có nghĩa là xương máu nhiều quá, chị mất nhiều quá. Chị cũng thích một cái kiểu buôn bán nó vừa phải. Mình lượng theo sức mình. Và cái này là, đây là cũng mình cũng chia sẻ cách kinh doanh cho mọi người coi để hiểu hơn, là mình sẽ bình thản và mình không ham hố quá. Mình đừng có khởi cái tâm tham quá. Mình làm tới đâu hay tới đó. Và mình cũng không có vươn cái tay ra quá dài. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan mấy cái này ha. Dạ. Của em là có son, phấn rồi luôn đúng không? Son, đó là những cái son này hồi trước là em lấy hàng của Hàn Quốc. Tôi xin này kia. Rồi xong rồi sau này là em làm với lại mấy công ty Hàn. Thì nó đưa cho em nhiều hơn. Nhưng mà nhiều khi là cũng có là giống như là những cái hàng em không có bỏ ra tiền nữa. Em chỉ bán ở nhà thôi. Em chỉ bỏ cái này chân mẫu thôi. Chân mẫu thôi. Đó thì rồi được. Có đủ thứ trên này luôn á. Dạ. Thế có xăm Hàn Quốc rồi luôn nè. Xăm thì cũng, nhưng mà tại vì em là em hay bán theo cái kiểu là em xài em bán. Cái nào em xài thì em mới bán. Thì chị cũng vậy. Còn cái nào mình mà thích, mình không có sử dụng thì em cũng lười bán. Nên đâm ra là hàng em nó không có nhiều mẫu mã. Thôi thí dụ giống như là không, em mà nhiều đó. Em nhiều quá chị. Không hết đâu. Xem đây là chị nhìn chút xíu đây là không, là nó 50-60 mẫu mà em nói không có mẫu là chị xỉu liền. Trời ơi, ông bạn là cả 100 mẫu á chị. Ôi, làm nổi đâu cưng ơi. Mình làm đi, làm vừa chơi đi. Dạ. Nói chung là ở đây là tất cả những cái sản phẩm về thương hiệu Hàn Quốc là Quyên đều có hết nha quý vị. Dạ. Nói chung phụ nữ mà ai cũng thích đẹp. Thì tất cả là giảm son này, có giảm cân nữa nè. Có giảm cân nè. Cái giảm cân nữa ha. Dạ, giảm cân Hàn Quốc cái này là giảm cân mà là ba loại luôn đó chị. Ủa, tại sao nó lại ba loại lần em? Dạ sáng tối. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà cũng một thương hiệu luôn hả Quyên? Cũng là của Day Sale luôn. Dạ đây. Ồ. Cái này á là nó làm nước táo xanh, quả bứa, rồi trà xanh, rồi nước quýt. Thì nó uống cái này thứ nhất là chị đi resum dễ nè. Thứ hai là nó giảm cân và cung cấp vitamin cho mình, nó có collagen luôn. Chị thấy là giảm cân người ta nhiều người cần lắm. Đây là của công ty Day Sale Hàn Quốc. Cái này là nhiều người cần lắm, nhu cầu giảm cân nha. Tại vì qua nhiều đợt á, có nghĩa là mình coi, thường là em bán á, em sẽ dựa theo là cái người khách. Ví dụ như cái lượng khách đó nó vẫn mua cái hàng nào, giống như cái hàng này là em bán 7-8 năm nay. Có nghĩa là tại vì nó đã có cái lượng khách ổn định rồi, em không cần quảng cáo, nó tự chạy. Còn những cái dòng nào mà em khách của em là khách trên online hay là khách quen hay là khách website? Dạ khách online chứ. À khách coi live stream đúng không? Dạ khách coi live stream. Mỗi lần em live stream lên là sẽ có cái lượng khách quen nữa chị. Họ theo dõi mình. Live stream bây giờ em cũng ít. Có nghĩa là cái lượng người coi không nhiều, nhưng mà có nghĩa là khách quen á. Khách quen á, họ sẽ tự động người ta coi hết cái này rồi. Chị hết cái này rồi em có hay không đúng không? Xong là người ta cứ giới thiệu. Mọi người nếu mà muốn mua hàng của sản phẩm của bên Ngọc Quyên á thì cứ lên cái Facebook của Ngọc Quyên. Nói chung bạn này được cái một ngày live stream có xương đâu có 3-4 lần thì phải. Đến nỗi phải muốn đi chặn luôn vậy. Thôi, nói chung là về những cái gì mà Ngọc Quyên chúng ta cũng đã biết nhiều rồi. Bây giờ mình biết thêm cái tiệm của Ngọc Quyên để mọi người ủng hộ mùa xuân ha. Đây, một loạt áo dài. Em mặc áo dài cam phải không? Dạ, áo dài cam. Chị chọn bộ gì cho nó sang chảnh hơn em nè. Nó đẳng cấp mà nó đẹp nè. Tà áo em bay trong phố dịu dàng. Tà áo em bay trên phố nhẹ nhàng. Áo bay hát không nổi. càng tiếng. Thôi vậy em mời chị ngồi xuống ăn trà uống bánh để xếp quà Tết của em nè. Em mời chị thử luôn. Trời, tự nhiên nhìn này nôn Tết quá em ơi. Tết ha. Tết rồi chị ơi. Em biết chọn mẫu dài được không? Trời ơi, phải nói rất đẹp nha. Đẹp không? Không mà dáng chị đẹp thiệt, công nhận. Không. Em mặc á, chị thấy không? Em bản thân em mặc nó còn rộng, nhưng mà chị là nó vừa ngực vừa eo luôn. Có cái ghế. Có cái ghế này không có làm ăn gì được hết trơn. Thì hôm nay nghe đến tiệm Ngọc Quyên thì là biết Ngọc Quyên là model mà mọi người. Nên mình cũng nghĩ là thôi, mình phải làm gì chặt chém cô này chút, chọn cái bộ dài nó phải có cái gì hơn em một chút. Nó ra hơn một chút, nó đẳng cấp hơn một chút, nhìn nó ra má em hơn một chút. Má. Mà nó giống giống mẹ em không? Nhìn giống mẹ em không? Dạ cũng hơi.
đến nhà của nhau, không quà thì cũng bánh, không bánh thì cũng trà. Nay đến tìm Ngũ Ngọc Quyên. Không, cái cảnh này, cái này tự nhiên cho chị mình ăn. Thấy. Ừ, em mở ra cho chị đi. Dạ. Chị chưa ăn gì trơn á. Em cho chị ăn gì, chị ăn cái đó à. Chị đói ăn miếng bánh này trước thì cho nó đỡ đói. Ừ, nó trong cơ. Nó có cho trà bông. Ủa trong này là cái concept này nó có bánh có trà bông luôn hả? Không, cái này không phải concept của em, cái này là chính. Ồ vậy hả? Ừ. Dễ thương quá vậy. Cái này là nó có xoài này kia gì. Ừ, xoài mứt dừa này kia này. Đâu được, chị ăn mấy cái đó đi. Mình ăn cái cây cho nó healthy nè. Ủa chị không có ăn, sợ chị đói thôi. Cái này vô đâu rồi? Để bây giờ là trước tiên chị thích ăn. Thực ra ăn trái cây biết ăn đúng cách, mình ăn từ sáng đâu có rau bao tử đâu cưng. Đó, cái này xoài là xoài sấy á. Wow, ok lắm ạ. Rất là thơm nha mọi người. Đây là mứt dừa non chị. Mứt dừa non. Để em để này vô nè, để em để cái set này ngoài em dễ lấy hơn. Ngon lắm, mà nó cũng không ngọt hay gì ha. Thấy cũng vừa lắm. Vừa ăn. Năm nay á, đa phần là có mứt xoài rất là nhiều nha mọi người. Không phải là cái này không phải là mứt như cái gì, gọi là trái cây sấy. Cái này là cái set bên em bán luôn á. Set này bán luôn á. Bao nhiêu tiền người quen? Dạ 60 đồng là nó có cầu vừa đủ xài, cầu vừa đủ xoài với lại cái trà lá sen với lại nấm đông trùng hạ thảo. Nhưng mà tại mà cái hộp đẹp quá ha, sang quá. Cái hộp sang. Rất là đẹp. Thử mấy cái này đi. Nó rất là ngon, ngon lắm. Ngon, em bán ngon. Nhưng mà cái này thì nó là đau nhầu nhất là khúc ship. Ồ nó nặng. Thôi rồi luôn chị. Rồi cái này ship chua cay lắm á. Chua cay lắm luôn á. Ừ. Nhất là cái hộp to nha. Tiền ship nó cao dữ. Nên là thường là em giống như là em cũng nói khách, nói là tại cái tùy. Nhưng đồ mỹ phẩm nó rẻ, tiền ship rất rẻ tại nó nhẹ. Còn ba cái đồ này nó nặng thì mình cứ bao nhiêu cân thì mình báo với khách vậy thôi. Mình ship cái kiểu FedEx á. FedEx à? Em cứ ra du nhưng mà bây đó. Nhưng mà bây giờ mùa này là phải làm nhanh tại vì có nhiều cái nó rẻ quá, cái là mình đi không kịp, không kịp cái là chuẩn bị chết luôn đó chị. Em bị nhiều năm lắm rồi, giống như áo dài á, người thường mình free shipping này kia, nhưng mà kiểu giống như đi free shipping thì mình chỉ đi cái bình thường thôi, mình không có đi priority, mình đi cái Shilas thì nó bình thường thôi, nhưng mà nó mất đến 5 ngày, cái không kịp hết luôn, hoặc là nhiều khi nó tự nhiên cái kiện hàng nó mất. Ồ, khách chửi, nên nó năm nào cũng bị khách chửi. Trời ơi trời. Đúng là khi mà mình kinh doanh á là các kiểu nhìn gì thôi, chứ là 1001 các kiểu đau thương quý vị. Vui có, buồn có, vật vã có. Chị biết là có khách đó, họ chửi em á. Đúng một ngày, kiểu như là chính xác là 3 ngày liền luôn chị. Chửi mà kiểu giống như là em giống như em dùng cái người khách đó để mình tịnh tâm mình tập cho cái tâm của mình không bị giữ lên á. Họ nhắn tin họ chửi hoài thôi. Họ nhắn tin họ chửi, xong họ gọi điện họ chửi. Gọi điện họ chửi chửi mà họ chửi quá trời chửi luôn. Cái xong rồi là em nói là thôi mình xin lỗi rất nhiều mà họ vẫn chửi. Cái xong rồi sau đó thì họ thấy mình im á, họ bỏ qua cho mình. Em khóc luôn mà, em ngồi em rớt nước mắt luôn. Nhưng mà tại vì thường á, hồi trước mới lúc đầu làm á thì tính mình vẫn còn dữ. Cái họ chửi cái nhiều khi mình cũng cự lại luôn, tại vì họ chửi cũng bực mình mà, bị thoái mạ quá, cái xong mình cũng chửi lại. Nhưng mà sau này em mới rút ra được kinh nghiệm, thật ra mình chửi nhau với khách đó, nó không có cái lợi lộc gì hết, mình lại mất đi cái người khách đó. Nên em mới tập dần dần, đâu dám đưa nhân viên coi máy thôi chị. Tại đưa nhân viên coi máy người ta đâu chịu nổi như mình là ta chủ sốc mình quá, ta sốc. Người ta sốc là người ta sẽ cọc lại liền. Nên là họ em thường là cái người chăm sóc khách hàng là vậy, tại vì mình biết được là mình nhiều năm, mình nhiều năm rồi. Không, em mình phải nhìn được cái cách của khách. Cái người mà họ đã khó rồi nha, họ khó đủ kiểu luôn. Mà cái người mà khách mà dễ là họ dễ đủ kiểu, họ vui vẻ đủ kiểu. Mà cái người mà họ thích dằn vặt, giống như những cái người đó họ chị nhận xét họ là dạng một cái dạng trầm cảm em. Ở Mỹ này cái dạng người trầm cảm rất là nhiều. Yeah. Nên mình cũng phải thông cảm cho họ. Và họ đang chia sẻ cái sự vật vả của nguyên họ, ngày họ làm xong họ dành cho mình. Cái xong là mình phải lấy người thử cái đó. Nên là em cũng không cãi gì, em cứ để họ chửi thì thôi. Giờ em tập qua một cái level luôn là ngồi nghe chửi luôn. Chửi gì chửi. Em cũng không sợ, không tắt máy luôn. Lên một level. Nếu như mình tĩnh tâm á, đến khi mình đến. Ủa làm sao, có nghĩa là khi mà khách hàng mà trời ơi cái này vui nè. Khi khách hàng mua mà em không, người ta không hài lòng em á thì là em... người ta chửi, em mở máy lên cho người ta chửi luôn. Hay là ta nhắn tin. Nhắn tin hay gì mình vẫn trả lời, hoặc là em giải quyết luôn cái vụ đó cho nó qua.
Còn nếu mà thí dụ như họ là vẫn dằn mặt mình thì mình cũng kiểu giống như em cứ xin lỗi, mình xin lỗi thôi, cứ để họ chửi thôi. Bây giờ em cũng tập giống như mình thiền vậy đó, mình nghe người ta chửi mà giống như mình thiền vậy đó chị, thì mình không có nói lại thôi. Trời sao may vậy Quyên, đi ngồi cùng lắm rớt nước mắt, rớt nước mắt thôi vậy đó. Đó cái em nói là tại vì mình phải qua được cái level đó thì mình mới làm mình đi bán hàng được. Tại customer sao mình là phải chai mặt luôn vậy đó hả? Sao? Tôi mới có đi một người thôi mà tôi chóng mặt. Nina suy nghĩ là người buôn bán này nó có đáng để cho chúng ta bị chửi nhiều như vậy hay không? Kiểu như mình làm càng nhiều năm thì tính em đầm hơn chị. Nghĩa là giờ hiền hơn phải không? Hiền hơn. Có nghĩa là cái gì mình giải quyết nhẹ nhàng. Tại vì đúng em thấy là sau một ngày làm việc á, mình mà cứ đi tiếp nhận những cái năng lượng giống như mình không có phải là cái bãi rác chị. Người ta cứ xả những cái rác vô người của chị á, mà chị nhận là nguyên ngày chị làm ăn gì không được. Nên là nó là thí dụ vừa mở mắt ra mà em bị khách chửi đúng không? Là ngày đó em sẽ giải quyết liền, nhanh chóng giải quyết chọn lẹ. Thế xong mà bắt đầu là em phải lấy lại cái năng lượng tích cực thì nó mới vô build được. Cái đó là chị có tin đâu mà có nha chị. Người ta mới sáng sớm mà bị ví dụ như bị lạc hàng cái gì, nguyên ngày lạc hàng không? Cái gì mà có thiệt hả chị? Có, chắc là chị chưa thấy. Chúng ta nên nói chuyện gì vui vui, vui đi. Vui nha. Mùa xuân được cái gì ơi, mùa xuân rồi. Mùa xuân em bán được không? Dạ được. Được phải không? Lâu xuân xuân chút xíu thôi. Áo dài là khách đến thử. Rồi xong rồi mấy hôm nay là em làm thêm. Em làm thứ 7, thứ 6, thứ 7 chủ nhật thêm. Em chạy ra khách nào gọi em chạy ra thì đó. Nhiều khi đến 9, 10 giờ tối vẫn chạy ra với khách. Tại vì dễ thương vậy. Người ta đi làm về trễ, nói Quyên ơi em chạy ra với chị, tại vì chị về trễ quá mà mai chị đi làm mà chị không có đi được. Thế em chạy ra xong rồi chạy về. Cứ gọi điện thì em mới chạy ra. Nói chung là mùa xuân nên nghe những câu chuyện tích cực chứ. Em thấy em ngồi với chị siêu mẫu Ngọc Quyên là em nghe nhiều chuyện tiêu cực mà em muốn bể não luôn. Muốn nghỉ bán hàng online nghe vậy đó. Không, nhưng mà nói chung là nó cũng vui. Cũng có cái này cái kia. Mỗi cái mình có cái vui khác nhau. Trong một cuộc sống gia đình, vợ chồng hay là gia đình nó cũng y chang vậy em. Lúc vui lúc buồn, dạ, mình buôn bán buồn. Cũng vậy đó. Thôi mình thấy, cũng ly uống trà đi. Đó, cũng nhâm trà đi. Thì mỗi cái ngành nghề cái mình học ra nhiều thứ. Mỗi ngày cái mình vui hơn. Quyên ơi, nãy chị mặc bộ dài này đẹp quá. Thường một bộ dài này ở đây em bán bao nhiêu tiền Quyên? Thường là cái này em đang sale nè. Bộ của chị là em đang sale còn có 38 đồng nguyên bộ. Còn cái bộ em là bộ mới là 60. Chồng chờ gì nữa quý vị ơi. Một bộ áo dài mà chỉ có 38 đồng thôi. Mà đủ các mẫu mã đang sale nha mọi người. Rất là rẻ và đẹp. Và những cái này nè, khi mà mọi người mặc vô, mọi người có thể đeo trang sức hoặc là làm tóc tai rần rần lên như thế Nga thì nó không, cũng đúng, làm tóc như chị lên là đẹp lắm luôn đó. Đẹp phải không? Nó sang. Thì em có thể cho địa chỉ với số điện thoại liền đi. Tại vì tiệm của em là mọi người cứ vô là địa chỉ là 10022 Garden Row Bovova, Garden Row CA 92844. Nó nằm ngay kế bên ốc và lẩu ngay trong khách sạn Ramada. Kế bên iTangle của chị Gigi luôn. Giống như người ta ăn đây xong đi mua sắm bên này nha quý vị. Và nếu mà mệt quá mình thuê khách sạn ngủ luôn. Hoặc là mọi người có thể gọi điện cho em. Em để số điện thoại đi. Dạ, mọi người có thể gọi cho Quyên là số điện thoại là 714-271-8079. Là số điện thoại của Quyên. Mọi người có thể nhắn tin hoặc là gọi trực tiếp cũng được. Thì rất là cảm ơn Ngọc Quyên ngày hôm nay là đã chia sẻ chuyện buôn bán rồi những chuyện vui buồn của cái nghề làm bán hàng online. Và chị cũng thấy là ở đây á, mọi người biết rồi đó, cuộc sống ở đây nó rất là giống như rõ ràng công bằng. Đàn ông làm, phụ nữ cũng phải làm, chứ không ai ngồi chơi hết trơn á. Như Ngọc Quyên là một cô model siêu mẫu ở Việt Nam rất là nổi tiếng, mà qua đây khi lập gia đình rồi cũng phải trang trải bôn ba kiếm đồng tiền mà rớt nước mắt vì những cái cảnh gọi là cũng nãy giờ mọi người nghe câu chuyện rồi đó. Thật sự Nga làm nghề này Nga cũng có biết nhiều lúc buồn lắm vậy. Bị ai chửi hay ai la tự nhiên mình quạo rồi xong mình cũng buồn luôn. Tại mình nói ồ mình cũng vừa làm mất lòng họ. Nên là ngày hôm nay là cũng mùa xuân rồi. Cũng thương chị em mình. Thương nhiều, thương nhiều hơn là bị ấy. Nghệ sĩ là mình lắc cười nhiều quá. Là mình bị ít đó. Thật ra là mình bị ít chứ người ngoài á, những người thường họ bán còn cực khổ hơn mình đó. Rất là nhiều. Nên là khi mà Nga bán hàng rồi mọi người, Nga rất là thương những người buôn bán. Tại vì mình đã vô cái tâm lý này rồi. Mình rất đồng cảm với những người bán hàng là họ có những cái nỗi khổ. Nên là bây giờ ngày hôm nay chị phải ghé nhiều tiệm lắm. Chị ghé tiệm em là đầu tiên. Và chị muốn đây là cái số đầu tiên mà chị
chị cho mọi người biết là những người Việt ở hải ngoại họ buôn bán kinh doanh như thế nào. Thì Nga ghé thăm Ngọc Quyên và mọi người nhớ ủng hộ cho người mẫu Ngọc Quyên nha. Ngọc Quyên là bây giờ đầm thắm lắm rồi, từ ngày buôn bán rồi bớt hung dữ. Nên là mọi người nhớ ủng hộ Ngọc Quyên nha. Cái tiệm của Ngọc Quyên nha quý vị. Đó, đây là cái bài Ngọc Quyên nha. Facebook. Có cái Facebook Ngọc Quyên luôn. Mọi rồi. Người vô cái có Facebook điện của thoại. Ngọc Quyên. Đó thì nếu mà mọi người muốn về làm đẹp mà về da, dáng, tóc, về quần áo, rồi về áo dài. Ngày Tết thì Quyên có bán áo dài. Nói chung là Quyên cũng bán rất là nhiều thứ trong tiệm của Quyên. Em ơi, ngoài nghề này chị phát hiện có một nghề nữa mà em chưa tiết lộ. Dạ, nghề xây dựng. Dạo này Quyên nó làm tới công trách sành luôn quý vị. Mấy người muốn xây nhà cửa gì báo Quyên. Chân em nó dài vậy thôi cho nó bốc dáng, nó xây xây nhà xây cửa dữ lắm. Nên là chị có coi trên Facebook em mấy cái nhà đồ thiết kế đẹp quá. Em thì em làm chung với bạn em thêm. Nói chung là bên này á, hình như là ai cũng sẽ có 3-4 nghề vậy đó chị. Chị em mình là cứ 3-4 nghề. Đúng, ngày xưa nghe. Đó, khi chị qua Mỹ nha, chị nói trời ơi sao bên này người ta làm nhiều nghề quá vậy, sao người ta chịu nổi. Ta làm tới 3-4 job. 3-4 job. Là mình nói trời ơi sao họ hay vậy. Dạ thưa quý vị, sau bao nhiêu năm lăn lộn ở Mỹ, bây giờ em có 10 chót trong tay. Em biết là chị ra là nhiều chót luôn á. Nhưng mà em thấy bên này công việc càng nhiều mình thấy vui chứ chị ha. Vui chứ. Tại có nhiều cơ hội kia. Chứ còn không ở nhà thì buồn lắm. Buồn lắm. Thật sự bây giờ nếu mà lấy một người chồng mà giàu có mà để ngồi chơi, thật sự là tánh Nga với Quyên là cũng không có thích đâu quý vị. Thích lao động, thích làm việc. Chứ không thích ăn, chứ không có thích ăn không ngồi rồi. Thôi rất là cảm ơn Ngọc Quyên hôm nay đã cho chị đến tiệm của em. Dạ, và em chị sẽ ủng hộ em đã... một vài bộ áo dài và một vài cái áo lạnh nha. Em cảm ơn chị hôm nay chị đến thăm em và còn nói với khách hàng về sản phẩm của em nữa. Rồi thôi thì có gì chị em mình vô chị xem coi cái nào thích thì em tặng. Ngày hôm nay tặng hả? Thôi em đừng có làm cho chị không có vui như vậy. Không, tặng một ít thôi đâu. Thôi cứ tặng nhiều nhiều đi. Đỡ tặng bằng gì đâu chứ đừng có tặng ít không có vui. Thì hả? Em định tặng chị set này chị lấy. Ok, ok em. Một set này với lại không em à. Mức nhà chị cũng có bán nhưng mà em tặng chị vẫn lấy. Em tưởng sao đụng hàng. Không sao không, của em có khác em. Dạ. Của em là có trà sen nè, có mẵng cầu sấy với lại có, dạ, có dừa nè. Dạ. Nó khác là chị vẫn lấy. Chị vẫn lấy. Chị em mình vô. Ủa chị tính ủng hộ em mà cuối cùng em tặng luôn hả? Dạ em tặng chị hai cái áo này dễ mặc lắm chị. Đó, tại em người... thấy là chị hay mặc cái kiểu này nữa nè. Mọi người cứ thấy nói là Nga sao hay tặng quà, chứ thực sự hôm nay Nga đến tiệm Ngọc Quyên cũng được tặng quà đó mọi người. Đây em tặng chị hai cái áo với lại cái set này thì chị để trên bàn nha. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Màu này là nó cũng nổi nè. Không, cái gu chị nó màu nó chị không chị thích mặc nổi lắm đâu, chị chỉ thích rực rỡ tí thôi. Rồi em gửi chị nha. Cảm ơn Quyên rất là nhiều. Thực sự sáng nay chị đi là chị muốn đi để mà quảng bá cho bà con biết mùa xuân này chúng ta nên mua sắm ở đâu. Thì là chị không có mang cái gì cho em hết. Thôi, chị đã tặng em đợt trước rồi, chị nhớ không, măng cụt này kia quá trời luôn. Chị đó. Sẽ tặng em sầu riêng. Thôi, với lại bưởi Tết này chị sẽ gửi sau cho em nha. Em cảm ơn. Ok, thank you em. Rồi, chúc chị năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc và gặp nhiều may mắn. Rồi. Ngày càng đẹp hơn nè. Rồi. Và khán giả thì Quyên chúc cho mọi người một năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý và phát tài phát lộc và gặp nhiều niềm vui hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Cả nhà nhớ ghé shop của Ngọc Quyên nha quý vị. Shop Ngọc Quyên là rất là đa dạng. Mọi người mà muốn làm đẹp hay gì là đều có hết nha. Rồi, Thúy Nga bye bye. Và Ngọc Quyên bye bye. Xin chào cả nhà.